Mới đầu cứ tưởng thanh niên lục thịt heo, nhìn lại mới biết thì ra là con mèo đang nằm ngủ. Ủa mà sao nó vô đó được vậy? Lại còn đậy nắp nồi lại nữa chứ. Thanh niên cố gắng lôi nó ra mà không chịu ra. Hết cách, thanh niên đành tương kế tự kế, lấy đồ ăn nó yêu thích ra dụ nó. Thì ẻm ngóc đầu dậy ăn ngon ơ. Con mèo kiểu biết điều đó ông, chứ không là tôi kêu anh em tôi là thằng này. Ha cay một phát là ông bay màu. Ui sợ quá.